Đây, hôm nay mẹ mua đồ cho con, mẹ biết sắp đến Trung thu nên mẹ mua đồ cho con đấy. Con cảm ơn mẹ. Ừ, đây là một con Doraemon này, tại vì ở quán người ta đồ mới đắt tiền quá nên là mẹ chỉ mua lại đồ cũ cho con đấy, một con Doraemon. Nhưng mà không sao đâu mẹ ơi, nhìn nó mới và đẹp quá. Ừ, đáng ra là mẹ cũng mua Doraemon mua hình công chúa cho con, thế nhưng mà ở đấy người ta chỉ có đồ cũ là Doraemon, không có đồ cũ là công chúa nên mẹ chỉ mua được Doraemon thôi. Nhưng mà không sao đâu mẹ. Ui, con cá chứ. Con cá mẹ đã nhặt được ở ngoài đường rơi đấy con ạ. Con chơi tạm nhá. Người ta thật là phí quá, con cá còn mới này. Để con coi nè. Con nút nữa. Nhưng mà chắc nó hỏng rồi con ạ. Nó hỏng rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp thế này mà người ta lại bỏ đi, thật là tiếc quá. Chắc là họ bị rơi thôi con ạ. Đây. Mẹ cũng chỉ còn tiền để mua một hộp sữa cho con thôi. Mẹ chỉ còn tiền mua một hộp sữa cho con thôi con ạ. Không sao đâu, hộp sữa này to quá chừng luôn à. Đây, đáng ra là mẹ định mua cái bánh Trung thu hữu bình, bánh to đùng cho con. Nhưng mà mẹ xin lỗi nhá, mẹ chưa làm ra nhiều tiền cho nên là mẹ chỉ mua cho con một con cá nhỏ xíu này thôi. Mẹ chỉ là bánh Trung thu nướng con rất thích ăn. Và bánh Trung thu to thì nó chỉ hình vuông thôi, nhưng cái này hình con cá con rất thích, sáng tạo luôn đây. Thế hả? Ừ, thế thì mẹ vui rồi, cảm ơn con nhá. Một cái scoopy mẹ xin của nhà bằng người bạn mẹ đấy. Đây là cái kẹo này, là kẹo chua này. Kẹo chua này là mẹ cũng xin con thông cảm nhá. Vì là tháng lương này mẹ được rất là ít, mẹ lại trả tiền thuê nhà rồi, nó không còn tiền để mua cho con đồ đẹp. Mẹ cả đây có bánh cốm này, là bánh bánh mới. Mẹ biết con rất là thích ăn bánh cốm cho nên là mẹ đã cố gắng mua đấy. Con cảm ơn mẹ, bánh cốm. Đấy thôi, để con làm đi, mẹ lại phải đi ra nhà bà chủ mẹ làm việc rồi, thì tí nữa mẹ mới về được nhá. Con ở nhà trong nhà xong là con nhớ sang bên bà nội để nấu cơm cùng bà nội nhá. Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều rồi.
đồ, con thích quá à. Ừ, thôi bây giờ mẹ đi đi đây. Con chào mẹ, mẹ đi làm vui vẻ. Ừ, mẹ chào con nhá. Wow, hôm nay mẹ mua cho mình nhiều đồ quá. Thế này mà mẹ bảo là ít mà cũ quá. Mấy cái đồ mẹ xin về đọc là đồ mới. Mỗi cái Squidly là hơi bẩn, nhưng mà rất là sướng nè. Mẹ rất cho Squidly thơm với mùi bánh mà. Nhưng mà bánh chung thu hình con cá. Đặc biệt nhất là bánh cốm Bảo Minh. Mẹ rất thích ăn bánh cốm Bảo Minh nè. Hôm nay trời cũng đã tối tối rồi. Wow, có nhiều người đi chơi trung thu quá. Nó vừa vui vẻ luôn. Hai mình cũng sửa soạn đồ đi chơi trung thu đi. Không được, mình phải chờ bố mẹ về đưa mình đi trung thu, không mình sẽ bị bắt. Mình phải sang nhà bà nội nấu cơm. Bây giờ mình phải dọn đồ này, rồi sau đó sang nhà bà nội thôi. Mình sẽ chia cho bà nội ăn cùng. Mấy cái này đẹp quá. Rồi chia với. Thôi, chị thích thú quá cho nên chị cho em thêm nha. Để không ăn cùng đây.
Rồi.